Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi lại giới thiệu các bạn cái cách mà chúng ta vẽ phong cảnh trong Trung Room Harmony. Thì đây là một cái cách vẽ trực tiếp mà chúng ta không phần cần phải qua phần mềm vẽ khác như Photoshop. Chúng ta mở Trung Room lên. Đấy. Bản 21 này là một bản tương đối là perfect. Còn các bản khác thì nó thấp hơn. Hiện nay thì trên nó có cái bản 12. Thế thì tôi sẽ giới thiệu cái cách vẽ. Thì ở đây tôi xóa cái lớp này đi và tôi giới thiệu lại từ đầu. Chúng ta add cái lớp mà chúng ta vẽ phong cảnh lên nhé. Các bạn chọn bitmap đất để chúng ta vẽ cái dạng chế độ pen. Ở đây chúng ta chọn là cây. Đó. Trong cây này thì các bạn chú ý là nó hệ màu của nó gồm một bánh xe màu, độ sáng tối và cái tính trong suốt của màu sắc thì chúng ta còn có là độ tối vân vân. Chúng ta chọn màu cho gốc cây, chúng ta chọn cái màu nó hơi tối một chút. Đó. Ở đây các bạn di này độ sáng lên này đấy, đây là độ gọi là bão hòa của màu, chúng ta chọn chỗ này. Đây hue là bánh xe màu, chúng ta chọn phần phần gốc cây là cái màu nâu này. Ở đây chúng ta chú ý khi ta vẽ thì chúng ta sẽ chọn chổi lông. Ở chổi này thì gồm maximum là cỡ của chổi, follow là vết chổi, opacity là độ đậm của chổi. Thế thì ở đây nó nhiều cái loại, đây là hình dáng các loại chổi, hình dáng các loại chổi. Thế thì ta sẽ chọn chổi, ở đây là chúng ta chọn chổi solid này, chúng ta chọn để chúng ta có thể vẽ được cái một cái gốc cây. Đó. Ở đây các bạn chú ý nhá, chúng ta đặt ở trong này, đặt ở chế độ tham chiếu là cứ 2 phút nó tự lợi tự động ghi vào, ta đỡ quên thì nó ghi vào nó đỡ mất. Chúng ta chọn 2 phút ghi vào, chúng ta chọn save screen automatic thì đấy, ở đây chúng ta sẽ phóng to lên và chúng ta vẽ. Khi mà chúng ta chọn chổi rồi thì chúng ta sẽ chọn màu sắc để chúng ta tô cho cây. Đây là một cái gốc cây, chúng ta chọn loại cây cổ thụ, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái xương của cây. Chúng ta vẽ cảnh trực tiếp ở trong này nhé, chứ không phải sử dụng phần mềm Photoshop hay là cái gì đó. Chúng ta vẽ, bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho phần thân cây. Thân cây các bạn cho to lên này một chút. Các bạn vẽ, chúng ta vẽ xong thân cây thì ta mới có một lớp là lớp lá cây. Bạn thấy nó rất là mượt đúng không? Về cái phong cảnh nó rất quan trọng cho bộ phim, chúng ta phải mất kỳ công chúng ta tạo cảnh. Các bạn ấn to thì lấy nét nó sẽ đậm, ấn nhỏ thì nét sẽ nhỏ. Đó. Giờ tôi cho chỗ này hơi sáng lên một chút.
bạn thấy đây chúng ta trượt này rất là nhanh. Rồi, ta cho phần này hơi tối chút đúng không? Đây chúng ta cho tối xuống, cho nó phả lên. Các bạn có thể xoay màn hình bằng cách chúng ta xoay này, chúng ta vẽ cho dễ đúng không? Rồi chúng ta thì gốc cây đó, tôi còn dạy các bạn những cái phần nữa như là sông núi vân vân, nước chảy nó chuyển động nhé. Thế ở trong các bài tới, bài này chúng ta sẽ vẽ để là tạo thư viện phong cảnh, khi cần những phim đến đâu người ta nhấp vào nha. Cây thì chúng ta nhìn nó nhiều cái bóng thế nào, nhiều mặt trời. Sau này chúng ta sẽ làm cái cảnh nó sáng, dùng ánh sáng để chúng ta làm như là trong phần mềm 3D. Chúng ta ấn Shift X cho nó trở về gốc. Có thể tô tè đấy đúng không? Làm cái gân nó nổi lên. Và chúng ta có thể làm độ, ta làm độ xoắn của nó. Chúng ta đã làm được đến đây. Rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp lên trên này và chúng ta sẽ vẽ cành, phát triển cành của nó.
Đấy, cả tôn. Tôi thấy là chúng ta vẽ được cái cây mà chúng ta không cần phải làm cái kia nó lâu lắm, làm cái kia vậy này các bạn phải có tư giản vào. Cây cho hoàn cảnh nó rất là dễ và các bạn theo dõi. Cho tô bút thò lòng đấy. Rồi chúng ta vẽ thêm góc thân con.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lá cho nó. Vẽ lá thì chúng ta sẽ tạo một lớp mới. Bạn tạo trên đây một lớp lá dài. Nổi bật này. Rồi bây giờ tôi vẽ vào đây. Chúng ta chọn cho tôi cái chọn tiếp một lá lá vàng. Lá vàng này ở đây là lớp này chúng ta xóa tạm nữa, nó thêm lá vàng. Lá vàng này chúng ta chọn màu vàng này. Bước tiếp theo chúng ta đưa về camera cây nó đã được. Đây là một cái cây hoàn chỉnh đấy, các bạn thấy là ta sẽ kết hợp các lớp lại với nhau thì tạo thành một cái cây.
rất là đẹp đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy ta có thể ăn biển cho lá. Bây giờ các bạn nhìn thấy là chúng ta đã tắt cái lưới này, các bạn nhìn thấy đây là một cái cây hoàn chỉnh. Cây rất là đẹp đúng không các bạn? Đó, cái cây. Thì chúng ta vẽ xong cây thì lúc này chúng ta sẽ nhóm chúng lại với nhau. Đấy, chúng ta sẽ cần một cây, chúng ta chọn một cái test này, cái này cây ta lá rồi, cây các bạn muốn cây nó ở ra thì chọn này, còn không có thì cây nó xuống dưới đây. Đấy, chúng ta được cái cây này. Đây là một cái cây đã được trang trí và rất là đẹp đúng không các bạn, đúng không? Đấy, cái cây rất là đẹp. Chúng ta có thể vẽ được một cái cheese very beautiful. Đấy, các bạn thấy không? Excellent đúng không? Right. Nào bây giờ cái này chúng ta sẽ dùng làm nó làm thư viện cây. Chúng ta có thể chọn window, chúng ta chọn library, chúng ta chọn, chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn right to modify luôn này, sau đó chúng ta kéo cái này vào. Chúng ta kéo cái này vào. Chi chúng ta được một cây rất là đẹp đúng không? Bạn vẽ cảnh các thứ là tôi vừa dạy các bạn xong cái cách vẽ một cái cây, cây trông rất là có hồn đúng không?